Ui, bác gấu vẫn sống này, bác gấu vẫn sống này. Và Muay TV và bác gấu là hai người còn sống mà không nằm trong tứ hùng mà chúng ta đã từng từng đưa ra, và tôi đề nghị là để anh Trâm Chân An ra ngoài và cho anh Sĩ Kẹo vào. Ôi, vô lý tụt máu, vô lý tụt máu rất nhanh. Ui, vòng bò, vô lý bị hạ bởi Ma Gaming. Và Ma Gaming đang đưa mình đến cái vị trí cao hơn trong tứ hùng của... Ôi, bác gấu vẫn đang chơi kiểu sinh tồn. Ma Gaming chạy vào, Sĩ Kẹo đứng ở trong sảng. Nhưng Ma Gaming nhiều máu hơn. Ma Gaming quyết định đứng qua Sĩ Kẹo. Sĩ Kẹo, Sĩ Kẹo triple kill. Và rất bất ngờ ở game đấu vừa rồi, người giành chiến thắng đây là Sĩ Kẹo và 3 điểm hạ ngục luôn. Tôi phải nói rằng khá là bất ngờ đi. Đến tôi cũng không nghĩ rằng Sĩ Kẹo sẽ là người chiến thắng ở game thi đấu vừa rồi. Bởi lẽ Vô Lý này, Ma này, rồi Funky Em đều là những người chơi thi đấu quá xuất sắc đi. Nhưng không, Sĩ Kẹo mới là người dành cho mình cái top 1. Đúng là như vậy. Và trong tứ hùng thì vô địch thiên hạ mới là Sĩ Kẹo, đúng không nào? Thống nhất giang sơn luôn. Và nhắm vào đầu tức là bị bắn vào đầu. Mà game mình là vì tôi bị bắn vào đầu. Ý là thế. Và chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với Streamer Đại Chiến ván thi đấu thứ tư. Ván thi đấu mà như chúng ta biết là những ván thi đấu là ván thi đấu có khả năng phẩy tâm tốt nhất, thể hiện kỹ năng đỉnh cao của các streamer hay là các thậm chí là các vận động viên nữa. Đây cũng là thử thách. Đúng. Game thi đấu thứ năm. Những chế độ đấy là súng ngắm và súng ngắm. Tôi đang chờ đợi, anh biết đấy là ai không? Trâm Cân Năm. Trâm Cân Năm. Đúng, một trong những streamer có kỹ năng sử dụng adup hàng đầu. Không, nó chính xác hơn là sử dụng những khẩu súng ngắm hàng đầu của Việt Nam. Và thậm chí rằng chúng ta có sự xuất hiện đấy là Học Mõm nữa, cũng là một người chơi sử dụng những khẩu súng ngắm nó khá là thuần thục. Và đã có trên tay là K98 đến vị trí của Ma Gaming rồi. K98 đến từ Ma Gaming cũng là một thứ gì đấy rất gì và lài lọ, đúng không nào? Bởi vì với Ma Gaming thì như các bạn hay xem stream thì cũng đã biết là Ma Gaming là một người có kỹ năng khá là tốt. Tuổi còn trẻ nhưng tài thì cao cũng không cần phải nói quá nhiều nữa rồi. Đây vẫn chưa phải là một ván thi đấu có lợi dành cho bên phía bác gấu. Nhưng tôi nghĩ là bác gấu vẫn có thể, với cái sự già dơ của mình vẫn có thể chơi được. Và đặc biệt là bên phía của bác gấu cũng ngày xưa cũng hay có những clip về những khẩu kiểu shotgun này. Nói chung là bác gấu chơi kiểu một viên rất là tốt, một viên rất là tốt. Và Hà Thảo Linh của chúng ta đã có cho mình là K98 rồi. Ô, chơi pho à? Chơi pho. Chơi pho nhưng mặc váy. Wow. Đội mũ đầu hộp, đầu con thỏ. Có vẻ như gu hơi lạ. Hà Thảo Linh ở ngoài là một cô gái có gu thời trang hơi hơi Nhật Bản một tí, hơi với những cái váy bồng này, rồi học sinh là style kiểu học sinh các thứ. Nhưng mà vào trong game thì gu lại kiểu hơi mặn mặn ấy, kiểu mấy anh da đen rồi lại mặc váy, kiểu mà tôi kiểu hay bị kiểu nhìn thấy những cái bộ kiểu anh pho xong mặc kiểu tuổi hồng thơ ngây ấy, là tôi hay chớ. Đây này, đây này, bộ này này, bộ Thiên Nga. Thiên Nga dễ chết, đây là bộ Thiên Nga dễ chết. Bộ nữ gọi là bộ Thiên Nga, nhưng bộ nam thì gọi là bộ Thiên Nga dễ chết. Thì đấy, hơi khó. Và muội chơi một cái chiến thuật rất dị khi cô nàng này quyết định là nên lắp xưởng luôn. Wow. Lại còn đúng quay đúng cái cảnh con gấu đang gãi mông. hơi bưng một tí đến từ con gấu. Nhưng mà không sao cả, đúng. Chiến thuật treo nóc xưởng nghe có vẻ căng, bởi vì thực sự thì treo nóc xưởng luôn thì không có súng thật. Và như vậy thì bạn cũng rất khó để có thể có tấn công. Mặc dù tôi biết là súng ngắm thì luôn có những cái sự hỗ trợ đến từ ống ngắm X4 này, X8 các thứ. Nhưng mà ở trong tình huống này thì Vô Lý bắt đầu chơi với Hải Đăng rồi. Căng quá, giật cục. Nhưng đó là 2 viên. Chỉ 2 viên. Và nên nhớ rằng Vô Lý anh ta không cần mở scope. Ở trong tình huống vừa rồi ta bắn không scope luôn. Phải nói rằng kỹ năng của anh chàng này rất cao. Rất vô lý. Ôi không, vô lý nhưng có vẻ như rất hợp lý đấy. Rất vô lý đúng không? Bởi vì người bình thường mà chơi như ví dụ như tôi chẳng hạn mà không bật scope là coi như khẩu này là phế vào tay tôi rồi đấy. Nhưng mà với Vô Lý thì không. Anh ta là như kiểu là chấm một cái điểm ở trên màn hình rồi là cứ như thế là bắn thôi. Ngày xưa tôi nhớ là tôi cũng hay chơi với trò kiểu đấy. Chơi mà không cần bật scope là chỉ có chấm lên màn hình thôi, để cho nó có một cái tâm luôn lưu ở đấy thôi. Bởi vì khi bạn cầm súng scope lên là nó sẽ mất tâm luôn ở trên màn hình mà. Đúng. Và không vô lý đâu. Đấy là thật đấy. Không vô lý một tí nào đúng không nào? Và vừa rồi thì Hải Đăng anh ta chết bởi Vô Lý không cần bật scope luôn. Trong khi đấy thì ở căn nhà đá này, WV Sam vẫn đang đứng ở đây. Và trước mặt chúng ta có vị trí của Gao Bạc TV, cũng trên tay là cái AWM nữa. Ở dưới kia Hà Thảo Linh của chúng ta đã lên được rồi.
Đã lên được rồi, đã lên được ở rất gần đây rồi và có thể sẽ là một cuộc song đấu giữa Sam đối đầu cùng với cả Hà Thảo Linh. Tôi đang cực kỳ mong chờ và màn tấn công này, nếu nó xảy ra, nó thật sự nếu xảy ra nó rất hấp dẫn luôn. Trăm cân năm đối đầu với Muội TV. Ôi Muội ơi, chạy đi em ơi. Gặp Trăm cân năm mà nó cầm súng ngắm như này là căng rồi. Chạy ngay đây em ơi, chạy ngay đi, đừng để mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. Cứ tưởng rằng Muội sẽ quyết định là chơi bài đấy là nóc xưởng cơ, nhưng cái vòng bo nó không cho phép và Muội chắc chắn rồi sẽ phải di chuyển xuống. Hơi đen, đúng là hồng nhan thì bạc mệnh. Hơi bạc mệnh một tí, chưa biết là top mấy nhưng mà cứ thấy là hơi bạc mệnh, không phải top 14 là được rồi. Trăm cân năm, 235 máu cầm cho mình Alok và rất nhiều súng bắn tỉa hạng lặng như là Adap này, rồi thêm cả là cả K98 nữa. Và thậm chí rằng anh chàng này còn mang kỹ năng của Lao Gia cơ, một trong những kỹ năng mà bật ông ngắm lên chúng ta có thể tăng được cái độ chính xác rất cao. Ui, em Linh 9x lại bị hạ. Ôi trời ơi. À Tào Linh ơi, không phải vua về nhì mà toàn về thứ 12, 13 thôi, toàn thập tam với cả thập tứ này là hỏng rồi em ơi. Hơi căng đến từ Hà Thảo Linh nhưng mà gặp vô lý thì chắc là đến cả tội kỹ năng tốt như tôi cũng phải nằm chứ đừng nói là đến Hà Thảo Linh ạ. Tốt từ anh Hùng Cam và Sam lại phát hiện ra Muội rồi. Nhưng Gao Bạc TV lại một lần nữa vô lý, lại là vô lý. Ôi, Sam chạy em ơi, Sam chạy em ơi, vô lý nó bật cái chế độ đồ sát này, chạy em ơi. Thôi đừng nhìn thấy Sam, đừng nhìn thấy Sam nhá, vô lý. Tàng hình bật chế độ tàng hình lên nào. Hơi căng và có vẻ như là vẫn có thể chạy được bởi vì vô lý vẫn đang phải tập trung bơm máu, cùng với đấy là Muội TV ở dưới này nữa, nhưng có vẻ như vô lý đang tỏ ra mình rất vượt trội với cái thể thức chỉ dùng súng ngắm thế này. Và tôi vẫn chưa thấy Trăm Cân Nam anh ta thể hiện đâu nhá. Trăm Cân Nam à? Chưa Trăm Cân Nam là chưa gặp ai à. Cứ gặp ai là người đấy chạy mất rồi thì chưa gặp ai. Ôi game là dễ đối với cả Ma Gaming ạ. Và chỉ hai viên thôi, hai tình huống nhấp nhả thôi là Ma Gaming đã có cho mình một điểm hạ gục đầu tiên rồi. Những ở dưới kia, Funky em đang đứng ở đây rồi. Và xem nào, vị trí của ba anh chàng này có biết không đây, nhưng có vẻ như là đã biết rồi. Ma Gaming vẫn phải bật scope. Đấy là một cái điểm tôi nghĩ là hơi trừ. Ôi Cao TV lại gặp Mạnh Funky. Bây giờ trên bản đồ là có ba ông tử thần, là ông Mạnh Funky này, ông Ma Gaming và ông Vô Lý. Đấy, cứ gặp bạn một trong ba ông đấy thôi là kiểu gì bạn cũng phải về là thăm tổ tiên hết. Đấy là chưa kể là chúng ta còn đấy là Trăm Cân Năm nữa nhá. Thế là bốn ông cơ. Tứ hùng ở trong ván thi đấu này. Ôi cô Ngân, trời ơi. Sĩ Kẹo đã bắt đầu lên kia tiếng rồi và kẹo này là kẹo đồng dành cho cô Ngân. Hơi căng thẳng. Tôi nghĩ là những anh chàng mà sử dụng súng ngắm tốt như này ấy, thì anh ta nhấp rất là tốt, nhấp nhả cái gì cũng tốt. Đấy, đến ui bật tường băng. Ui. Trong cái map này lại không có M82B nhỉ? Nếu có M82B thì cũng là một loại súng bắn tỉa mà bắn cũng xuyên tường băng luôn. Và Trăm Cân Năm đã phải nằm xuống rồi và đấy lại là Sĩ Kẹo. Và có vẻ như Sĩ Kẹo cũng đang thích ứng cái chế độ này rất nhanh. Ôi phát kia bị bắn từ sau kìa. Bị bắn bởi súng bắn tỉa một phát thôi là cũng căng đến đầu rồi. Phan Kiem đang quyết định hồi máu nhưng gặp ở dưới đó là Học Mõm, cũng là một trong những người chơi có kỹ năng khá cao trong tình huống này. Và không biết là mèo nào cắn mỉu đào đâu, biết đâu chúng ta lại có một màn Học Mõm bắn vào đầu của Phan Kiem sau 89 máu. Ui trả ngược sát thương là cực kỳ kinh. Phan Kiem đang chạy bắn đó, hạ gục đối phương kiểu chưa nhìn thấy là hạ gục xong rồi. Và đấy là một pha lật kèo của Phan Kiem khi anh chàng này bị bắn trước. Anh chàng này bị vị trí của Học Mõm bắn trước nhưng quay trở lại phản đam rất đau. Và khá đáng tiếc đi khi Học Mõm anh ta có rất nhiều lợi thế rồi nhưng không. Lợi thế đến mấy thì kỹ năng của Phan Kiem vẫn là một cái gì đấy rất gì mà lầy lọ. Ui bác gấu vẫn sống này, Và Muội TV và bác gấu là hai người còn sống mà không nằm trong tứ hùng mà chúng ta đã từng đưa ra. Và tôi đề nghị là để anh Trăm Cân Năm ra ngoài và cho anh Sĩ Kẹo vào. Ôi vô lý tụt máu kìa. Vô lý tụt máu rất nhanh. Ui vòng bò, vô lý bị hạ bởi Ma Gaming và Ma Gaming đang đưa mình đến cái vị trí cao hơn trong tứ hùng của ôi bác gấu vẫn đang chơi kiểu sinh tồn. Ma Gaming chạy vào, Sĩ Kẹo đứng ở trong sảng nhưng Ma Gaming nhiều máu hơn. Ma Gaming quyết định đứng quanh Sĩ Kẹo triple kill. Và rất bất ngờ ở game đấu vừa rồi, người tranh chiến thắng đây là Sĩ Kẹo và 3 điểm hạ ngục luôn. Tôi phải nói rằng khá là bất ngờ đi, đến tôi cũng không nghĩ rằng Sĩ Kẹo sẽ là người chiến thắng ở game thi đấu vừa rồi. Bởi lẽ Vô Lý này, Ma này, rồi Funky em đều là những người chơi thi đấu quá xuất sắc đi. Nhưng không,
Sĩ Kẹo mới là người dành cho mình cái top 1. Đúng là như vậy, và trong tứ hùng thì vô địch thiên hạ mới là Sĩ Kẹo đúng không nào? Thống nhất giang sơn luôn. Và nhắm vào đầu tức là bị bắn vào đầu. Mao Gaming vì tôi bị bắn vào đầu. Ý là thế. Tôi bị bắn thẳng vào đầu. Nếu không bị vào đầu là không chết đâu. Đúng rồi, chẳng qua viên đấy vào đầu thôi chứ vào chỗ khác thì tôi ăn Sĩ Kẹo ngay. Nhưng mà Sĩ Kẹo thể hiện rằng mình là một cao thủ. Ai bảo anh Grab hết thời nào, anh Grab vẫn còn đang nhận khách rất là khủng khiếp đúng không nào? Và bác gấu trong lần này tuy rằng đứng ngoài tanh bo rất sớm nhưng mà chắc là cũng lại không có duyên với mấy bình máu. Đúng. Nên là bác gấu lại giành ở vị trí tuy không quá cao nhưng lại ở top 3. Đúng. Top 3 cũng là một cái vị trí khá cơ bản rồi. Và tôi nghĩ rằng với cái lượng điểm đấy thì không có cái gì phải buồn cả khi bác gấu có vẻ như là hết máu và thậm chí là cái lượng sát thương bởi vòng bo đốt nó rất đau nữa. Vào đến top 3 thì quá hợp lý rồi đấy. Lại giống kiểu bài giống hơn lúc trước ấy, khi mà bác gấu quyết định ở ngoài và để cho những streamer khác bắn nhau, thế chỉ việc ở ngoài quấn máu thôi. Top 3 đơn giản quá. Bác gấu đang chắc là thắng. Ôi ôi cô ngân kìa. Cute cute cute. Thả tim tim tùng các thứ. Các bạn thấy sao? Đang rất tập trung. Trông có quá. Vẻ như trầm tư. Hồn xuất. Ma Gaming thì rất là thoải mái. Hà Thảo Linh và Cao TV múa quạt nhưng mà đen cho Cao TV lại ngồi cạnh Hà Thảo Linh nên là bị Hà Thảo Linh chiếm hết cả spotlight đấy. Nhắc khéo mấy camera để đá sang bên phía Cao TV tí thôi. Nháy nháy hả không? Sẹo trên mắt là chắc là ăn đạn. Sẹo.